Xin kính chào quý khán giả đến với bản tin mới nhận của truyền hình Sóc Trăng. Kính thưa quý khán giả, Sở Y tế Sóc Trăng thông báo các nội dung liên quan đến tình hình dịch COVID-19 đến 15 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày 12 tháng 12 là 594 ca, bao gồm huyện Thạnh Trị 147, huyện Mỹ Tú 124, huyện Cù Lao Dung 100, huyện Trần Đề 85, thành phố Sóc Trăng 48, thị xã Vĩnh Châu 39, huyện Mỹ Xuyên 18, thị xã Ngã Năm 16, huyện Long Phú 12, huyện Kế Sách 3 và huyện Châu Thành 2 ca. Như vậy, số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại ở Sóc Trăng là 24.842 ca. Cụ thể ở các địa phương như sau, huyện Trần Đề 4.902, huyện Kế Sách 3.731, thành phố Sóc Trăng 3.526, thị xã Vĩnh Châu 3.002, huyện Châu Thành 2659, huyện Mỹ Tú 1871, huyện Long Phú 1387, huyện Thạnh Trị 1356, huyện Mỹ Xuyên 1176, thị xã Nga Năm 771 và huyện Cù Lao Dung 461. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày 12 tháng 12 là 732. Số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại ở Sóc Trăng là 18.738. Trong ngày 12 tháng 12, Sóc Trăng có 7 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19. Như vậy, đến nay, Sóc Trăng có 167 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 5.937. Về tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi là 96,8%. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi là 87,8%. Lưu ý, tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, hãy chủ động liên hệ trạm y tế gần nhất để đăng ký tiêm sớm. Tiếp tục thực hiện nghiêm trong điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Cài đặt ứng dụng BC COVID để có mã QR.